Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay sức khỏe cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi hoàn toàn hồi phục, hai bé hoạt bát lanh lợi và ăn ngủ tốt. Ngày 15 tháng 7, hai bé được tách rời thành công sau 13 giờ phẫu thuật. Thời gian tới, Song Nhi phải trải qua 4 cuộc đại phẫu tạo hình khung chậu. Các bác sĩ sẽ theo dõi hai bé đến năm 18 tuổi, đảm bảo khả năng sinh sản.